Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Chương trình thời sự tối nay thứ Sáu ngày 18 tháng 8 năm 2024 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm báo cáo kết quả chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Triều chủ trì hội nghị. Đến nay, cấp cơ sở, cấp huyện, thành phố đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 20 và 21 tháng 8 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Hội nghị sáng nay thông qua tờ trình dự kiến nhân sự đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Về công trình phần việc chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động xây dựng 754 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, đạt tỷ lệ 151% so với kế hoạch đề ra. Ngoài ra, mặt trận các cấp còn hướng dẫn hỗ trợ thực hiện mô hình ấp khóm không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mỗi huyện thành phố có ít nhất một đơn vị cấp xã không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Toàn tỉnh có ít nhất 25% ấp khóm không còn hộ nghèo. Chiều nay tại thị trấn Sông Đốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Giang Sử chủ trì cuộc họp về kết quả thực hiện chỉ thị số 17 ngày 26 tháng 2 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ thị số 10 ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn huyện Trần Văn Thời. Đến nay, huyện Trần Văn Thời đã vận động giao nộp 353 bộ dụng cụ kích điện để khai thác thủy sản, tổ chức 424 lượt kiểm tra, phát hiện 45 trường hợp vi phạm, xử lý vi phạm 39 trường hợp, tổng số tiền hơn 180 triệu đồng, tịch thu 45 dụng cụ kích điện. Về công tác số hóa dữ liệu chống khai thác IUU, tính đến ngày 15 tháng 8 năm 2024, trên địa bàn huyện thực hiện số hóa đạt tỷ lệ 100% về giấy phép khai thác thủy sản. Tỷ lệ mất kết nối ngoài khơi từ 10 ngày trở lên đã số hóa. Tàu cá có hợp đồng mua bán nhưng chưa sang tên đã số hóa đạt tỷ lệ 100%. Về đăng kiểm tàu cá, tổng số tàu hết hạn đăng kiểm 276 tàu đã thực hiện số hóa 275 tàu, đạt tỷ lệ 99,63%. Về tàu cá 30, huyện còn 271 tàu đã số hóa được 260 tàu, đạt tỷ lệ hơn 95%. Qua rà soát trên địa bàn huyện có 34 bến cá tư nhân, trong đó có 22 bến đang hoạt động và 12 bến ngưng hoạt động. Công tác thống kê sản lượng thủy sản tại các bến cá tư nhân bằng ứng dụng số hóa trên nền tảng Google Sheet được đảm bảo. Huyện cũng còn một số khó khăn như trên địa bàn có 9 cửa biển, cửa sông nhưng chỉ có 2 trạm kiểm soát biên phòng, nên khâu kiểm soát tàu ra vào chưa chặt chẽ. Việc thực hiện giao dịch sang bán tàu cá đã được công chứng chứng thực, nhưng không nộp hồ sơ sang tên đăng ký lại với cơ quan có thẩm quyền, nhất là sang bán ra ngoài tỉnh, nên công tác quản lý rà soát gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, theo quy định tàu cá hết hạn giấy phép khai thác thủy sản và hết hạn đăng ký đăng kiểm, mất kết nối VMS, ngưng hoạt động 15 ngày, phải cập nhật lại hình ảnh mới. Nhưng thiếu nhân lực để thực hiện công tác này, nhất là thị trấn Sông Đốc, dẫn đến việc cập nhật số liệu trên phần mềm số hóa IUU đôi lúc chưa đảm bảo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Giang Sử chỉ đạo thời gian tới cần mở chiến dịch cao điểm, quy động lực lượng thực hiện rà soát số hóa toàn bộ triệt để tàu cá, thực hiện đồng bộ có trọng tâm trọng điểm tại thị trấn Sông Đốc. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện. Mục đích cuối cùng số hóa là làm thế nào để quản lý được con tàu đó. Do đó, phải xác định rõ từng con tàu vị trí ở đâu, trạng thái nào, xác định rõ nguyên nhân các tàu mất kết nối, truy tới cùng và định kỳ kiểm soát các tàu này, tránh lạm dụng tình trạng giấu thiết bị để hoạt động đánh bắt bất hợp pháp. Đồng thời tăng cường hình thức tuyên truyền thông qua cam kết, tuyên truyền có tính pháp lý, nâng cao kiến thức, có tính ràng buộc. Mục tiêu của công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, đẩy mạnh đa dạng hóa hình thức nội dung tuyên truyền theo phương châm mưa dầm thấm lâu. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh rà soát lại yêu cầu công tác tuyên truyền, đề xuất ban chỉ đạo để đầu tư hỗ trợ biện pháp cần thiết, đặt quyết tâm của cả hệ thống chính trị để gỡ thẻ vàng EC bằng mọi giá.
Hôm qua tại xã Lâm Hải, Ủy ban nhân dân huyện Nam Căn tổ chức lễ ra quân phát động phong trào chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt trên địa bàn huyện. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã triển khai các nội dung liên quan đến chống khai thác nguồn lợi thủy sản có tính hủy diệt, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng dẫn vận động người dân không tham gia khai thác thủy sản mang tính hủy diệt, tích cực đấu tranh tố giác các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về khai thác thủy sản có tính chất hủy diệt như xiết xung điện, thuốc cá, không chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép công cụ, phương tiện khai thác nguồn lợi thủy sản có tính chất hủy diệt tận diệt. Tại buổi lễ, người dân của xã Lâm Hải đã giao nộp và ký cam kết không sử dụng các thiết bị, vật liệu, ngư cụ có tính hủy diệt tận diệt để khai thác đánh bắt thủy sản. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Căn vận động 20 phần quà trao tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lâm Hải. Trên địa bàn huyện Ngọc Hiển hiện có 95 tàu cá nằm ngoài danh sách quản lý tàu cá của chi cục thủy sản và của địa phương, gọi là tàu cá 30. Tàu cá 30 là không đăng ký, không đăng kiểm, không cấp phép hoạt động. Để đảm bảo trong việc kiểm soát tàu cá, huyện đã tiến hành số hóa cho các tàu 30 và chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các đồn biên phòng kiểm soát chặt chẽ, không để các phương tiện ra biển đánh bắt thiếu an toàn. Hiện nay, huyện Ngọc Hiển tăng cường công tác phân loại tàu cá, rà soát nắm lại nhu cầu của các chủ tàu cá 30 để có hướng chuyển đổi ngành nghề đánh bắt. Đến cuối năm nay, huyện Ngọc Hiển sẽ chấm dứt tình trạng khai thác đối với các nghề mang tính tận diệt, hủy diệt nguồn lợi thủy sản. Khuyến khích các chủ phương tiện phát triển các nghề đánh bắt xa bờ mang lại hiệu quả kinh tế cao như lưới cá chim, cá khoai. Tình trạng sạt lở đất ven sông ở Cà Mau đang diễn ra vô cùng nghiêm trọng. Theo thống kê, toàn tỉnh có 355 điểm sạt lở bờ sông, trong đó có 82 điểm sạt lở nghiêm trọng với tổng diện tích có nguy cơ bị ảnh hưởng lên đến 3.724 hectare. Trong lúc chờ nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng chống sạt lở, thì tại nhiều địa phương, chính quyền đã huy động nhân dân cùng góp công, góp sức để làm kè, gia cố đất trước nhà mình. Ghi nhận tại xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước. Nhà nằm gần công lộ giao thông thuộc tuyến kênh sẻ ấp Tân Tạo, xã Tân Hưng Đông. Ông Dương Thanh Chở khá lo lắng khi sự xuất hiện những dấu hiệu sạt lở. Vì thế, khi được sự vận động của địa phương, gia đình ông Dở đã đầu tư trên 100 triệu đồng xây dựng kè bê tông dài 112 mét. Cái tuyến đường này là ủy ban nó coi như động viên làm thì nói chung dân được đồng tình, nói chung là làm bây giờ cũng khoảng 90 mấy %, chỉ còn một hai hộ là kẹt là ta không có ở nhà, ta khổ quá, ta đi mượn bướng, cho nên là từ đó mà ta chưa làm được thì chỉ còn có đâu hai hộ gì nữa. Không riêng ông Dở, dọc theo tuyến kênh này có khoảng 60 hộ gia đình chủ động làm kè liền kề giữa đất. Điển hình như hộ gia đình ông Hồ Văn Tài, ngay khi lộ giao thông vừa xây dựng xong, ông đã chủ động làm 108 mét kè bê tông kết hợp trồng hàng rào bông trang để phòng sạt lở. Chưa có lộ này là tôi có ý thức là tôi đã làm bờ kè rồi, trước khi làm lộ. Rút kinh nghiệm đợt đầu thì đợt sau thì mình gia cố lên, mình làm cho kiên cố hơn. Đất của mình thì mình làm cho kiên cố, gắng cố gắng thì mình làm cho bờ kè cho đẹp với người ta. Cái tiếng này đạt trên 99%. Bà con làm bờ kè là ban sửa đồ, rồi bà con cũng trồng một số như dừa, rồi cây ăn trái cặp bờ kè thì thấy cái phong cảnh trên cái tiếng này thì rất tốt. Khi thấy một nhà làm hiệu quả thì nhiều nhà cũng làm theo. Người kinh tế khá giả thì xây kè bê tông, người kinh tế ít hơn thì dùng cừ tràm lót bạt. Người khó khăn thì làm bằng cây lá địa phương, chủ động múc đất gia cố chân lộ. Cứ như vậy, trên 2.000 hộ dân trong xã Tân Hưng Đông đã đồng lòng làm được 104 km bờ kè chữa đất chống sạt lở. Đối với những tuyến đã làm bờ kè, địa phương vận động bà con trồng mắm, đước, dừa nước, cây xanh để tạo bãi, tạo cảnh quan môi trường thoáng mát, xanh đẹp. Dạ, nông thôn mới mình thấy quá trời đẹp rồi, mình bây giờ mình gắn bảo vệ sao cho nó đẹp hơn nữa. Có lộ bây giờ mình cũng giữ cái bờ kè để giữ cái lộ mình lại chứ để lỡ hết sao. Trước kia mình lại mà bảo vệ cho mình, rồi bảo là vệ cho lộ luôn, được hai cái luôn. Xã đảng bộ cũng xác định được cái việc là vừa phải xây dựng lộ và vừa phải bảo vệ lộ. Tại vì là
nhà nước và nhân dân cùng làm được một con lộ là cả một cái công trình, một tâm huyết. Cho nên là muốn sử dụng con lộ đó lâu dài thì phải bảo vệ. Và cái việc bảo vệ đó thì nhiệm vụ trọng tâm là mình phải làm bờ kè để giữ. Thì chính vì vậy cho nên đó là mình mới dồn sức và tập trung xây dựng chuyên đề để thực hiện cái việc là vận động bà con làm bờ kè chống sạt lở. Những công trình kè bê tông, kè sinh thái của người dân xã Tân Hưng Đông không chỉ góp phần phòng chống sạt lở bờ sông hiệu quả, mà còn tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường nhờ diện tích trồng cây xanh tăng lên. Mô hình được đánh giá rất phù hợp với tinh thần nghị quyết 120 của chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Sáng nay, đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Cà Mau đã tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động sản xuất bánh trung thu tại hộ kinh doanh Xuân Mậu, phường 4, thành phố Cà Mau. Theo đó, tại thời điểm kiểm tra, đội quản lý thị trường số 1 đã ghi nhận những hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất bánh trung thu tại hộ kinh doanh Xuân Mậu, như không có ủng hoặc là giày dép sử dụng riêng trong khu vực sản xuất thực phẩm, sử dụng người trực tiếp sản xuất thực phẩm không có giấy xác nhận, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, người trực tiếp sản xuất thực phẩm không có trang phục bảo hộ riêng. Với những vi phạm nêu trên, đội quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh này, đồng thời đề nghị đơn vị khẩn trương khắc phục những hạn chế nêu trên. Sáng nay, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau tổ chức tọa đàm trao đổi về tình hình triển khai công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tọa đàm, nhiều ý kiến trao đổi đề xuất các đại biểu tham gia cho thấy hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh sinh viên chủ yếu là lồng ghép chưa thường xuyên. Các hoạt động giáo dục pháp luật tổ chức còn thiếu hấp dẫn, hiệu quả chưa cao. Đội ngũ giáo viên dạy môn đạo đức, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế và pháp luật chưa được tập huấn thường xuyên về nghiệp vụ phổ biến pháp luật. Nội dung giáo dục pháp luật còn nặng về việc phổ biến các quy định của pháp luật, chưa chú trọng đến việc hướng học sinh sinh viên rèn luyện kỹ năng ứng xử, kỹ năng vận dụng pháp luật vào giải quyết các tình huống thực tiễn cuộc sống. Các đại biểu còn cho rằng kiến thức lĩnh vực kinh tế và pháp luật trong sách giáo khoa giáo dục công dân khá rộng, đòi hỏi giáo viên phải tìm nhiều nguồn để đáp ứng kiến thức giảng dạy. Môn học này được học sinh xem là môn học phụ nên ít quan tâm hơn so với những môn khác. Nhiều đại biểu đề xuất nên xem xét đưa môn học giáo dục kinh tế pháp luật vào tổ hợp các môn xét tuyển đại học cao đẳng, cần mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên giảng dạy môn giáo dục công dân. Xây dựng và nhân rộng những mô hình tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhà trường với sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng hơn là chỉ riêng ngành giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2024-2025 đã cận kề, nhưng tại một số địa bàn vùng sâu vùng xa vẫn còn những điểm trường chưa có bàn ghế, bảng đen để phục vụ cho công tác giảng dạy. Phản ánh của phóng viên Hồng Nghi, Minh Luân tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh. Trường mới nhưng bàn ghế cũ kỹ, không còn chắc chắn, với đủ kích cỡ khác nhau, thậm chí nhiều phòng học còn không có bàn ghế, bảng đen là hiện trạng tại trường tiểu học Trần Quốc Toản, xã Khánh Tiến, huyện U Minh. Điểm trường này dù đã xây dựng hoàn thành vào đầu tháng 8 nhưng đến nay vẫn còn bộn bề khó khăn. Theo ban giám hiệu, nhà trường chia sẻ dù đã cố gắng sửa chữa tận dụng số bàn ghế có thể dùng tạm được, nhưng nhà trường vẫn còn thiếu tới 50 bộ bàn ghế cho các em học sinh. Trong khi đó, các phòng chức năng cũng không có trang thiết bị để giảng dạy. Sắp xếp rồi cho các em những môn chuyên á, tạm thời là học chung với các môn chung. Thì sau đó khi mà được trang bị bàn ghế đầy đủ rồi sẽ tách các em riêng phòng riêng để các em học. Có rất là nhiều bài loại bài phòng, nó không có giống nhau, nó không có đồng bộ với nhau. Thì điều này nó gây khó khăn như thế nào cho cái năm học tới của mình ạ? Đúng là cũng có khó khăn, bởi vì đối với lớp 1, 2 thì cái số lượng bàn nó nhỏ hơn, khối 3, 4, 5 nó lớn hơn. Tuy nhiên, nhà trường tận dụng lại những bàn cũ, những bàn đã nhiều năm, cũng rất ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các em. Nhưng mà giờ không có bàn ghế biết sao giờ. Đem câu chuyện thiếu bàn ghế, bảng đen tại trường tiểu học Trần Quốc Toản trao đổi với lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện U Minh thì được biết đây không phải là trường hợp duy nhất của huyện hiện nay. Năm học này, dù đã nỗ lực vượt khó, nhưng toàn ngành vẫn thiếu hơn 305 bộ bàn ghế học sinh và hiện không có kinh phí để đầu tư mua sắm. Hiện nay là có hai trường
đã xây dựng xong nhưng mà bên trong là chưa có gì như bàn ghế học sinh. Đó là trường tiểu học Trần Quốc Toản của Khánh Tiến và trường tiểu học và trung học cơ sở Đỗ Thừa Tự của Khánh Thuận. Tại vì trước đây là cái gói xây dựng là chỉ có là xây dựng không à, chứ không có trang bị ở bên trong. Cho nên là bây giờ hai cái trường này thì còn khó khăn về cái trang thiết bị bên trong đó, chủ yếu là bàn ghế của giáo viên và học sinh. Đề xuất kiến nghị thì quý lãnh đạo và cấp trên xem xét là hỗ trợ về cái gói mua sắm để kịp thời phục vụ cái năm học mới. Gần 3 tuần nữa đã đến ngày khai giảng năm học mới 2024-2025. Nếu vấn đề thiếu bàn ghế bảng đen không được khắc phục thì sẽ khó đảm bảo tốt cho công tác dạy và học. Thực hiện chương trình triệu phần quà san sẻ yêu thương, sáng nay Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 6 thành phố Cà Mau tổ chức tặng quà cho gia đình hội viên phụ nữ và tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thông qua vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 6 trao tặng 50 suất quà, mỗi suất là 10 kg gạo cho các hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn và trao tặng 10 thẻ bảo hiểm y tế, mỗi thẻ với thời gian sử dụng 1 năm cho các em học sinh gia đình khó khăn trên địa bàn phường. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng trao tặng nhiều phần tập vở cho học sinh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em bước vào năm học mới. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Thời sự tối đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.